Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh bán hàng của bên Huân Hoa nhá. Ngày hôm nay thì em tiếp tục làm một video để thanh lý hàng cho các bác chơi. Nào là âm ly nào, loa karaoke nào, loa hậu trường nào, loa bát 20, 25 giá chỉ hơn triệu một cặp thôi. Ở đây thì là những cái con vang cơ hoặc vang số chỉnh cơ rồi lâng tiếng âm ly này. Đó rất là nhiều cái thứ ở đây. Để hôm nay sẽ quay video để thanh lý cho các bác những cái sản phẩm này. Đây là những hàng mới và chuyển hàng các bác là bom hàng em nhá. Hàng bom này, đây hàng bom này, lâng tiếng này, vang cơ này, rất là nhiều hàng. Hàng bom em sẽ xả giá cái dưới cả cái giá mà anh em đang bán luôn, mà vẫn được bảo hành như bình thường. Đấy, bác xem video như của kênh Huân Hoa bằng cách nhấn nút like này. Các bác nào chưa đăng ký kênh hãy nút kênh ở dưới màn hình và bật cái nút chuông thông báo lên để nhận những cái video thanh lý hàng mới nhất bên em nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ vào mặt đầu tiên ở đây. Ở đây em sẽ vào luôn mình cặp nào nhỉ? Đây cặp đầu tiên ở đây em muốn thanh lý cho bác đó chính là cái cặp loa 725 full kép, 2 bát 40 và 1 chép can này. Tình trạng hôm nay sẽ là các bác khi mà muốn mua hàng bên em thì em sẽ báo cho tình trạng của từng cặp loa một ở đây, vì tất cả những cặp hàng này em đã kiểm tra rồi, và bây giờ các mua thì em sẽ nói nhắc lại là tình trạng nó ra làm sao các bạn, như để các bác có dễ dàng lựa chọn hơn nhá. Ở đây thì cặp loa này là loa 725 2 bát 40. Ở đây thì cái bác khách này trước đây thì bác ấy sử dụng là trong việc là đi thuê đám cưới, thì bác nghỉ không làm nữa thì thanh lý hết toàn bộ đồ. Thì ở đây thì bác nhờ em bán hộ cái cặp này, thì em sử dụng 2 bát bãi nhá, 2 cặp loa bát bãi. Tình trạng có nghĩa là đang hoạt động bình thường, sử dụng chép này, 2 bát 40, giá là 4.500.000 đồng một cặp này nhá anh em nhá. Giá 4.500.000 đồng một cặp loa 2 bát 40, 1 chép kèn, 2 bát là 2 bát bãi, và tình trạng là đã thay coi rồi, thay côn rồi ạ, nhưng mà đánh vẫn còn rất hay. Thay côn rồi nó không ảnh hưởng gì đến nhiều đến chất lượng đâu bác nhá. Giá thanh lý hôm nay là 4.500.000 đồng. Bác nào nhanh tay hãy gọi điện sang bên em. Cái giá này thì em sẽ không bao gồm phí vận chuyển anh em nhá. Ok. Rồi tiếp tục sang bên này. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là có mấy cặp 1 2 3 4 này. Em sẽ báo giá từng cặp một ở đây nha các bác nhá. Đây, đầu tiên là cặp này trước đi. Ở đây là cặp loa bốt. Hàng bốt này của anh khách thanh lý thì em nghĩ đây nó là hàng Trung Quốc thôi, hàng Trung Quốc thôi, hàng Trung Quốc không phải là hàng Mỹ gì các bác nhá. Ở đây thì em có tình trạng như nào, khách thanh lý như nào em sẽ báo luôn tình trạng như thế. Các bác mua được thì các bác gọi điện sang bên em, và bác nào mà cảm thấy giá nó hợp lý thì bác có thể mua, gọi điện trực tiếp mua nhá. Giá một cặp này loa bốt này, bát 20, 2 chép như thế này vẫn đang hoạt động bình thường. Tất cả tình trạng nguyên zin ở đây em đang bán cho các bác là 1.300.000 đồng mà không bao gồm phí vận chuyển anh em nhá. Giá là 1.300.000 nhá. Bác nào nhớ đăng ký kênh bên em bằng cách nhấn nút đăng ký kênh phía dưới màn hình nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng kênh nhá. Ủng hộ bên Huân Hoa bằng cách nhấn nút like này nhá. Rồi, cảm ơn các bác. Ở đây thì là cặp loa bốt này là em đang mở đây, mở bằng con âm ly dưới này. Đang chạy bình thường. Tình trạng là nguyên zin nhá, và vỏ thùng vẫn không bị xấu lắm. Đây, nó chỉ hơi mốc mốc một chút nhẹ thôi, nhưng vẫn đang hoạt động bình thường. Giá là 1.300.000 đồng mà không bao gồm phí vận chuyển. Ok. Mở thử cho anh em nghe này. Đó, chưa? Gửi về em nhỏ ở phương nào. Vẫn đang chạy bình thường. Ok chưa? Rồi. Người có tình trạng nguyên zin, giá thanh lý là 1.300.000 một cặp loa bốt cho các bác nào nhanh tay nhá. Ok. Tiếp theo cặp loa bên trái này là cặp loa BOB. Nó là model của nó là 255 anh em nhá. Một bát 20 và 2 chép. Thì con này thì nó là hàng xịn, hẳn hoi. Nhưng mà tình trạng của nó đây nó là đã thay côn rồi. Đó anh em lưu ý nhá. Cặp loa này là loa hàng xịn của Nhật, nhưng nó đã thay coi rồi. Và tình trạng ở đây, quay mặt đằng sau cho anh em xem này. Đây, CSL 255. Em cam kết đây là nó sử dụng là củ bát và củ chép. Nó là hàng chính hãng của BOB và sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà là hàng chính hãng của BOB. Cũng giống như các bác mua iPhone sản xuất tại Trung Quốc thì đương nhiên nó là made in China rồi. Thì cặp loa này cũng tương tự như vậy. Con này là made in China và thương hiệu BOB chính hãng. Em cam kết đó là hàng củ bát vẫn còn nguyên zin, củ bát vẫn còn nguyên củ của chính hãng. Còn tình trạng của nó là đã thay côn rồi nhá. Giá thanh lý cho các bác cặp loa BOB này là 1.500.000 đồng anh em nhé. 1.500.000 đồng cặp loa BOB này. Hình thức rất là đẹp. Đấy, các bác nào về chơi tình trạng bây giờ vẫn đang chạy bình thường, không phải là loát chết hoặc là dè giết gì cả, vẫn đánh bình thường. Chẳng qua là em thanh lý về thì nó là tình trạng đã thay côn rồi. Ok, đấy là cặp loa BOB này, giá là 1.500.000 đồng. Tiếp theo cặp loa Panamax ở dưới này. Cặp Panamax này thì nguyên cả tem luôn anh em ạ. Ui trời ơi, nguyên bộ nha anh em nhá. Một bát 20 hai chép. Cái loa này thì ngày xưa em bán thanh lý cũng một vài đợt rồi. Đó, một vài đợt rồi. Này, vẫn còn nguyên tem này, anh em nhìn thấy chưa? Nguyên bụi luôn. Thấy chưa? Nguyên tem ốc của cái loa chung này, loa chép này, vẫn còn nguyên tem này. Vẫn còn tem dán trên ốc này. Đấy, bát của ngày xưa cái cặp loa như thế này, như là bát nó bát của Hàn Quốc này. Đấy, cặp loa này thanh lý cho bác 1.500.000 luôn. 1.500.000 cặp loa này nhá. Tình trạng là nguyên zin, bát nguyên zin nhá. Chưa có cháy chứ chưa có thay chép khác đâu. Tình trạng vỏ thùng thì nó hơi xấu một chút, về bác tự vệ sinh. Ok, 1.500.000 đồng anh em nhá, không bao gồm phí vận chuyển. Tình trạng nguyên zin vẫn đang hoạt động bình thường. Đấy. Tiếp theo sang bên này thì đây là một cặp loa BOB màng sắt, hàng này chắc là hàng chả biết là hàng gì, gọi là hàng Trung Quốc đi. Đây là cặp BOB thì con này thì được cái là bát to hơn, bát 25, bát 25 hai chép, cấu hình là bát 25 hai chép từ nam châm kép luôn anh em nhé. Con này là hàng liên doanh à, liên doanh. Đấy, con này thì thanh lý cho bác, con này tình trạng rất là đẹp luôn, không có xước sát gì cả. 1.700.000 đồng, không bao gồm phí vận chuyển anh em nhé. 1.700.000 đồng một cặp loa này. Tiếp theo đây là cặp loa BMB, con này cũng là bát nhưng con này nó to hơn mẫu bên này. Bộ này bên là bát 20, bên này là bát 25, bát 25 hai chép hai bên. Con này cũng trong tình trạng là thay côn rồi anh em nhé. Giá thanh lý 1.800.000 đồng, 1.800.000 đồng cho cặp loa BOB. Con này cũng là hàng chính hãng của BOB nha anh em. Giá 1.800.000 đồng anh em này, nhìn này. Đó, con này là CSL455E nhá. Tình trạng là đã thay côn. Giá 1.800.000 đồng cho cặp loa BOB xịn này. Ngày xưa anh em mua cặp này không giá không dưới tầm 8 đến 9 triệu một cặp loa như này. Anh em về thích đẹp hơn thì anh em phải thay côn khác hoặc thay màng khác. Đây em thanh lý thì em bán giá thanh lý thôi, 1.800.000 đồng một cặp loa như thế này. CMS 455E, bát 25 và hai chép đó. Rồi ok. Rồi tiếp tục thanh lý tiếp cho bác ở đây. Ở đây thì có một con âm ly nhá. Âm ly 506 này. Con này thì là con hàng liên doanh thôi. Có cái tem Cumi ở đây nhưng em không biết nó phải là Cumi chính hãng hay không. Đây, mọi nhìn này. Có cả tem sản phẩm Cumi ở đây luôn. Đó. Đây. Giá thanh lý cho anh em con âm ly này, một con này có thể chơi được tốt hai cặp bát 25 nhá. Chơi được tốt hai cặp bát 25 như này. Giá là 2.500.000 đồng một con âm ly này. 2.500.000 đồng cho bác nào nhanh tay. Con 506 Cumi này chạy được hai cặp loa bát 25. Ok, 5.500.000 đồng, vẫn trong tình trạng nguyên zin chạy bình thường. Đó, ok. Rồi, vẫn tiếp tục sang đây cho bác quay cho một chút cho bác xem đây này. Lưng tiếng này. Ở đây nhá. Đây là con lưng tiếng của anh em này. Đây. Đây, con này lưng tiếng cực kỳ xịn sò luôn này, hàng mới 100% luôn. Nhưng đây là hàng chuyển hoàn. Các bác đặt hàng xong là bom thì bên em sẽ xả hàng cho bác luôn. Giá em đang bán là 1.500.000 đồng. Nhưng mà trong buổi hôm nay em xả thì các bác thanh lý cho bác giá 1.250.000 đồng. Ok, 1.250.000 đồng riêng con nâng tiếng này. Được chưa? Con V900 Plus này của hãng chính hãng của BS Audio nhé. Đây, tem sản phẩm chính hãng này, chưa có cào chứ kìa. Được chưa? Đây. Bảo hành cho anh em 1 năm nhé. Giá xả cho bác là 1.250.000 đồng luôn. Ok, tặng kèm dây rắc luôn. Đây. Được chưa? Tặng kèm dây rắc luôn. 1.200.000 đồng bác làm nhanh tay. Hàng mới 100%. Cái vỏ nó của nó thì nó sẽ hơi lát một chút vì nó hàng chuyển hoàn này. Các nhìn thấy không? Vỏ nó hơi xấu một chút. Nhưng mà bán giá đấy bác 1.200.000 đồng và bảo hành cho bác 1 năm luôn. Ok. Tiếp theo ở đây là anh em sẽ thấy là một con vang số chỉnh cơ của hãng Gia Mã, đó là TF9 này. Đây, quay ra cho anh em xem. Hàng này hàng chuyển hoàn nhé. Sẽ quay cả luôn cả cái tem ở ngoài bên ngoài cho các bác xem luôn là có phải hàng chuyển hoàn không. Wow, bóc này ra hổ cái. Đây. Khi mà bác chốt mua này Hiện tại con này là con Gia Mã nó TF9 nha, hàng mới 100%, được chưa? Giá thanh lý cho các bác xả hàng bom 1.750.000 đồng luôn, tặng kèm cái giấy rắc, không bao gồm phí vận chuyển nhá. Đây, dây rắc các bác cắm xuống âm ly này. Đây, dây nguồn này, phụ kiện đi kèm nó sẽ có những cái dây nguồn này và một cái dây rắc cắm xuống âm ly, giá 1.750.000 đồng. Ok các bác. Giá con này hiện tại đang thị trường nó, anh em đang bán cho em đang bán ra ngoài thị trường nó đang là 2.100.000 nhá. Giá xả cho bác luôn là 1.750.000 đồng. Đây này. Có cả cái tên của cái bác mà mua hàng này này. Đấy chưa? Lý do chuyển hoàn này bác thấy chưa? Phiếu chuyển hoàn này, thấy chưa? Không liên hệ được với người nhận. Ok. Bác thấy không? Đây. Xả luôn 1.700.000 nhiều. Tiếp theo đây là con gì đây? Con gì đây Hoa? Đây là con đây là con đây bỏ này ra. Con này là con vang PD M8 nhá. Đây, con này thì đèn nháy rất đẹp luôn. Giữa khi bác mở nhạc lên. Đây là hàng mới 100%, hàng bom chuyển hoàn. Đây, các bác nhìn thấy không? Vỏ chuyển hoàn này. Không phải ấy đâu. Con này là con BD Audio M8 em giới thiệu rất là nhiều bên kênh của bên em rồi. Hiện tại em đang bán là 1.950.000 đồng. Thì con này thì cũng là hàng bom, sẽ xả cho các bác luôn. 1 triệu giá xả cho các bác là 1.650.000 đồng nhá. Khi mà cái đèn ở giữa này là con đèn nháy rất đẹp này. Con này mic rất là hay, nhạc rất hay, có cả reverb luôn. Đó. Ở đây có dàn đèn rất đẹp luôn, tí cắm thử một con ở trên kia cho bác xem luôn. Giá xả cho anh em là 1.650.000 đồng nhá. Tặng đầy đủ dây rắc cho bác luôn này. Đây. Bác nào mua thì em tặng đầy đủ dây rắc luôn. Phụ kiện bao gồm có một cái dây nguồn và một cái điều khiển từ xa nhá. Con này thì có điều khiển từ xa. Đây, hàng này em bán từ đợt đấy từ 2 tháng 8 này. Nhưng mà vì bom hàng, đấy, nhìn chưa? Bom hàng em giờ mà chuyển hàng về đến em ấy, đến tay em. Có thấy không? Hàng bom này. Bảo hành cho các bác 1 năm nhá. Giá 1.650.000 đồng. Ok. Tiếp theo ở đây sẽ bán cho bác một cái con này là con SV20 này. À SV88 này. Con này là con BS SV88 nhé. Một hàng đèn nháy ở giữa này, rất là đẹp luôn. Các nhìn này. Hàng đèn rẽ giữa này rất đẹp. Giá hiện tại trên kênh người đang bán con này thì nó là 1.950.000 đồng. Thì trong cái buổi xả hàng này thì còn có một hai con thôi. Thì giá để cho bác là 1.750.000 đồng nhá. Đấy, con này thì không có có cả dây rắc kèm theo luôn nhá. 1.750.000 đồng. Không bao gồm phí vận chuyển anh em nhé. Đây. Hàng chuyển hoàn nhé, màu đen. Mã BSFV88 này, hàng chính hãng luôn. Được chưa? Đấy. Đây bác quay cái hàng tên hàng chuyển hoàn cho bác xem này, vỏ thùng thì vỏ rất là lát vì nó chuyển đi. Con này đúng đi đúng một vòng đất nước luôn, một vòng thế giới luôn. Này. Giờ phát không thành công đóng về Tân Đức này, các bác nhìn thấy không? Chứ không phải bên em là em quảng cáo linh tinh đâu. Đây hàng bom hàng này anh em nhé, rất nhiều hàng bom luôn. Một tháng mà 4 lần bom này thì các bác cứ xác định luôn đi, lé kênh em ra. Đây, tiếp tục một con nữa. Có hai con SV88 nhá. Một con màu trắng, một con màu đen. Hàng bom này. Đây là con màu trắng, còn kia màu đen. Ở giữa này thì có đèn nháy rất là đẹp luôn. Hoa lấy cái dây nguồn cắm này đấy. Dây nguồn ở sau để sẵn đây này. Đây. Em sẽ cắm thử điện cho bác xem luôn con này SV88 này, giá xả 1.750.000 đồng. Nhanh gọn. 1.750.000 đồng, hàng bên Huân Hoa này. Đấy, bật nguồn lên. Đây. Giá thanh lý cho bác 1.750.000 đồng. Đây, đầy đủ cổng quang Bluetooth chống hú anh em nhé. Chống hú đây. Có dàn đèn nháy ở đây khi mà mở nhạc đấy rất là hay luôn, rất là đẹp. Đèn xoáy volume này. Đẹp tuyệt vời đúng không? Có nhìn thấy đẹp được không? Quá đẹp luôn. Ở đây này. Đây là cái con mà BDM8 vừa nãy em giới thiệu này, là giá xả cho bác 1.650 đây này. Con này thì cắm điện lên cho anh con này để cho bác xem luôn. Con này cũng có đầy đủ cổng quang Bluetooth chống hú nhá, cổng quang Bluetooth chống hú đầy đủ hết. Đây là hàng bom thôi, tất cả đều hàng mới 100% mà được bảo hành 12 tháng hết rồi anh em nhé. Bác nào xem video nhớ ủng hộ kênh bên em bằng cách nhấn nút like nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh phía dưới màn hình nhá anh em nhé. Đây, bác nhìn thấy chưa? Ở đây thì có cái đèn ở giữa này, Đây có đèn này, rất là đẹp luôn. Cổng quang Bluetooth đây, đang sử dụng Bluetooth này. Rồi. Bác ok, toàn bộ cái hàng bên em đã báo giá toàn bộ cho các bác, toàn những sản phẩm ở đây bên em rồi. Thì bên nào bác nào bảo mua thì hãy nhanh tay gọi điện sang bên em Huân Hoa nhá, để chốt như đơn hàng ở đây. Bây giờ toàn những hàng bom, hàng loa giá hơn triệu một cặp rồi. Tình trạng nguyên zin hoạt động bình thường. Ok. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở cái video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.